Thực ra nói về thông điệp thì chắc chắn trong bộ phim này thì đó là tình yêu, xúc cảm và đó là sự chân thành với đối phương. Trong phim có một mấy nhỏ là khi mà ở hồ bơi thì bạn bị trục rút chân và đã có một anh trong ekip đoàn làm phim nhảy xuống cứu mình. Anh dạ, cho xin chụp em rồi. Tranh thủ là chụp với Tiểu Hảo lên chụp. Anh mình lên trên kia ông cho sáng nhé nhé. Ok, cái cảm xúc của em khi mà xem phim của chính mình nhìn mấy anh đúng không? Xin chào khán giả, em tên là Trần Ngọc Vàng, thì vừa mới đây là Vàng vừa xem xong bộ phim Chồng Người Ta của đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến. Đây là bộ phim đầu tiên của anh Tiến, thì Vàng may mắn được tham gia một vai nhỏ trong phim với nhân vật tên là Hải. Và sau khi bạn xem bộ phim xong thì bạn cảm thấy khá là vui và hạnh phúc. Cái thứ nhất là mình, cái cảm giác đầu tiên là mình wow, phim đẹp là thứ nhất. Cái thứ hai là nó khá là kịch tính và nghẹt thở, có nhiều khúc mà bạn cảm thấy bạn nín thở luôn. Và một cái nữa là rất là drama, và bạn nghĩ khán giả hãy nên đi xem bộ phim ngay và luôn, và hãy ủng hộ cho đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến. Chia sẻ một chút xíu về cái quá trình tham gia cuộc thi này, thì nhớ là đã cách đây khoảng 2 năm rồi đúng không? Dạ, thì quá trình bạn tham gia bộ phim của Tiến thì bất cứ một ekip đoàn làm phim nào cũng khá là khó khăn và gặp rất là nhiều trắc trở, thì phim này cũng vậy. Nhưng mà may mắn thay là bạn được tiếp xúc với một ekip làm việc ai cũng dễ thương và đáng yêu, và họ hỗ trợ nhau một cách rất là tốt. Cho nên bộ phim, theo bạn thấy là bộ phim khi mà làm xong thì bạn cảm thấy cách làm việc của mọi người khá là thành công với nhau, rất là trendy với nhau. Thì nói chung về khó khăn thì có nhiều lắm, nhưng mà kể thì chắc sẽ dài nên bạn thôi. Có cảnh quay này với Tú Hảo mình để là ấn tượng không? Quay về vai của Tú Hảo trong phim là vai Vi, và với Vàng đó là hai vai nó gắn kết với nhau. Thì cái ấn tượng mà bạn quay với Hảo nó chỉ có duy nhất một cảnh, đó là cái cảnh kiss trong bộ phim. Thì cảnh phim nó quay khá là sáng, trời sáng rồi, có nghĩa là trước ngày hôm nay và sáng rạng sáng sớm ngày hôm sau mới bắt đầu quay cảnh đó, và tất cả các anh chị em ekip hôm đó rất là mệt, và hôm đó lại sẽ quay cái cảnh đánh đấm nữa, cho nên là ai cũng cực hết. Và bị xui một cái ngày hôm đó là cái ngày phải nói là đáng nhớ luôn của anh Tiến. Ngày đó bị bể bối cảnh 4 tiếng đồng hồ. Thế cho nên là tất cả ekip, các anh chị em phải ngồi đợi cho hết mưa rồi mới bắt đầu quay cái cảnh đó. Cho nên là khi mà người xem phim sẽ thấy có một vũng nước, đó là nước mưa chứ không phải là nước của hiện trường. Thì đó là đối với vài cảnh phim nó ấn tượng nhất với Tú Hảo. Nhưng mà cái cảnh mà hôm đó mình quay lại mới hết chứ. Tại vì cảnh đó mình có dùng kỹ xảo để mà bế Hảo lên. Vàng phải đu đeo một cái dây ở đầy người để mà nhấc bổng mình lên, thì nó khá là đau. Cho nên là may mắn thì quay cảnh đó chỉ có hình như là 3 shot. Tại vì dây kéo nó hơi khó khăn, cho nên tới shot thứ 3 mọi thứ nó mới hoàn hảo và quay chỉ 3 shot thôi. Còn cái cảnh mà té xuống nước thì không biết là bạn có biết bơi hay không, và cái cảnh đó thì nó có gặp nhiều khó khăn cho bạn hay không? Vàng may mắn khi là một người có thể chơi rất là nhiều môn thể thao, trong đó có cả bơi lội. Vàng là một người bơi có thể nói là khá tốt, cho nên là khi té xuống sông thì mình không lo lắng và cũng không sợ gì những cái trắc trở xảy ra. Nhưng mà trong phim có một mấy nhỏ là khi mà ở hồ bơi thì Vàng bị trục rút chân, và đã có một anh trong ekip đoàn làm phim nhảy xuống cứu mình. Mà khi mà là nhân vật
đây là một bộ phim điện ảnh mà bạn được tham gia, bộ phim đầu tiên bạn được tham gia sau khi kết thúc khóa học trường đại học sân khấu điện ảnh. Đối với bạn, tất cả các vai diễn, vai nào cũng hay hết. Và khi mà mình được nhận vai Hải này, mình cảm thấy oh wow, bạn thích những cái những cú twist như là khi mà phát hiện ra mọi chuyện. Cảm thấy thích và mình luôn cố gắng để có thể hoàn thành tốt và có thể truyền đạt cái cảm xúc của mình vô cái vai Hải một cách tốt nhất. Nhưng mà xui là bạn có xin anh Tiến để có thể diễn lại cái cảnh đó, bạn nghĩ là sẽ làm tốt hơn, nhưng mà anh nói là cảm thấy ok rồi, cho nên hôm đó có hơi hụt hẫng. Nhưng mà bạn nghĩ là cái cảnh nào mà khiến khán giả sẽ để ý nhiều nhất trong cái bộ phim này nhất? Về vai của em hay là tất cả? Về bộ phim cho người ta, bạn nghĩ cái cảnh mà để mọi người chú ý nhất vẫn chỉ là cảnh của anh Trịnh Trung Nhãn khi mà cởi hết toàn bộ đồ và đi trên cầu. Nhưng mà cảnh đó có trong trailer mà. Đúng thì đó, do có trên trailer và bạn nghĩ mọi người sẽ ấn tượng với cảnh đó. Nếu mà ở ngoài đường bạn là con của hai người của chuyện giới như vậy á, thì bạn sẽ ấn tượng như thế nào? Thiệt ra nếu mà để cho mình phải đắn đo và suy nghĩ, mình là con của hai người chuyển giới với nhau thì nó phải là một cái cậu con trai có cái suy nghĩ thật là hiện đại và phải nghĩ như thế nào đó để nó không có gây khó khăn cho bố mẹ của mình. Thì đối với Vàng thì Vàng cũng suy nghĩ lắm, suy nghĩ làm sao, tại sao thằng này phải chấp nhận, nhưng mà thực ra nó là thành quả của hai người với nhau cho nên nó không có gì phải đắn đo và suy nghĩ hết. Qua bộ phim này thì bạn có gửi thông điệp gì đến mọi người không? Thực ra nói về thông điệp thì chắc chắn trong bộ phim này thì đó là tình yêu, xúc cảm và đó là sự chân thành với đối phương. Được biết sắp tới bạn có bộ phim với Hằng TV không? Dạ. Sắp tới thì phải có tham gia thêm một dự án nữa của anh Jack Lee làm sản xuất và anh Đỗ Đức Thịnh làm đạo diễn. Thì Vàng may mắn khi mà diễn một phim đó, Vàng được đóng vai chính. Và bạn diễn cặp của Vàng là Hoàng Yến Chi Phi. Thì qua cái cuộc phỏng vấn này thì Vàng cũng hy vọng khán giả sẽ cái thứ nhất là ủng hộ phim Chồng Người Ta của đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến, và cái thứ hai hãy đón chờ xem những sản phẩm sắp tới của Vàng. Cái dự án điện ảnh đầu tiên. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn anh.